lên tiếng vỗ tay rất là lớn của quý vị khán giả đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với màn bắn pháo hoa để cùng tiễn biệt năm cũ 2023 và cùng chào đón năm mới 2024 với nhiều hy vọng mới về sự phát triển của quê hương, đất nước, thịnh vượng, hội nhập và phồn vinh. Và ngay lúc này Thùy Trang xin được mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng Thùy Trang đếm ngược được không ạ? Vâng, xin mời! 10! 9! 8! 7! 6! Lá to lên. Ôi. Đây bác mình thấp mà, mình ngột mà. Đóng rồi. Vâng, một tràng vỗ tay tình lực lượng sắc màu để khởi lại năm cũ 2023 và chúng ta cùng chào đón năm mới đang đến gần, năm mới Giáp Thìn với nhiều hy vọng về quê hương đổi mới. Thưa quý vị ạ,
5 chào thế, chào hàng già thế. Đẹp chưa? Tiếp tục. Rồi. Con. Không nổ được cái vai cài là thấy nó bằng 10 phút rồi. Chắc bằng nó không ngừng. Bây giờ trực tiếp thấy pháo hoa được chưa? Đó, từ đó. Mà, 12 giờ là về nhà coi hả? Sao trời. Đẹp chưa? Mặn ghê. Sùng sáu con á. Con này lớn không? Sùng có 6 cái đường. Thì đúng rồi, sùng nó bắn mới có phạt ra phải. Thank you.
chứa là đó đó con hai phục nữa. Wow còn đang hết nè. Rồi chúc mừng năm mới. Sao luôn được. Rồi xong được một. Hello, xin mời quý vị khán giả cùng trở lại với chương trình nghệ thuật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đêm đô thị.